Muốn nói với cả các cầu thủ một lời nào đó để chia sẻ, để động viên các cầu thủ, thì chị sẽ nói gì? Chị nhìn vào máy này, chị cứ nhìn vào máy này, vâng, chị động viên các cầu thủ đi. Tôi là đấy, thật là tôi là người ở Việt Nam sang đây là cũng đi làm, nhưng mà hôm nay là cũng có tranh thủ thời gian để đi chia sẻ động viên cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng mà thật sự tôi không buồn, bởi vì đã cố đồng biến đến đây cho tất cả anh chị em. Nhưng mà đây là cái số không may mắn. Thứ nhất, thứ hai là nó thật sự mà nói là nó hồi hộp quá. Nên mọi cố đồng viên của chúng ta là lần này cũng có lần sau là cố gắng quyết tâm đồng viên để cho các nói đây đến đây thì tôi cũng hồi hộp thật. Nhưng mà cứ cổ động viên cho đội bóng nó mạnh dạn, nó vững vàng, nó quyết tâm lần sau nó sẽ thành công hơn nữa. Chị không buồn vì trận đấu này không? Tôi không buồn ạ. Tôi không hề buồn ạ. Bởi vì thật sự mà nói, họ buồn một, mình buồn một, thì họ buồn mười. Thật sự, ai cũng đừng nói buồn, đừng nói buồn. Bởi vì đừng có lần sau chiến thắng, sẽ chiến thắng.